Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Phương Anh, là MC của chương trình S hôm nay. Không biết là có bao giờ quý vị và các bạn tò mò về quá trình sản xuất cũng như là chuẩn bị của một chương trình truyền hình trực tiếp là như thế nào hay không? Và ngày hôm nay thì Phương Anh sẽ được mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu hậu kỳ một ngày làm việc của S hôm nay diễn ra như thế nào. Khi mà chúng tôi sản xuất thì có hơn 20 người tham gia. Làm thế nào để chúng ta kết nối được tất cả các bộ phận ấy lại để có một cái điểm chung duy nhất là phản ánh thông tin ở trên khi khán giả xem truyền hình, để người ta thấy một cái khối đồng nhất. Nó nằm ở cái chỗ là trước hết là tất cả các cái vị trí người ta đều hiểu được S hôm nay mục tiêu hướng đến là gì. S hôm nay làm gì? S hôm nay sẽ nói về điều gì? Tất cả các bộ phận, tất cả các vị trí ở trong khâu sản xuất người ta đều nắm rõ cái vị trí, cái nhiệm vụ của mình. Mỗi một vấn đề nó đều có cái ý nghĩa đa chiều. Cái quan trọng là chúng ta sẽ tiếp nhận cái ý nghĩa đa chiều đấy bằng cách nào, như thế nào. Và rất hy vọng rằng là S hôm nay, những người thực hiện chương trình S hôm nay sẽ là đóng được một cái vai trò, một cái sứ mệnh của mình, tức là làm cầu nối để người xem người ta đạt được cái điều này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình S hôm nay phát sóng trên kênh truyền hình VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam.